Ngày hôm nay Quốc Thượng xin mời quý vị cùng đến thăm nhà của anh Đàm Đăng Lại. Hey, chào anh. Dạ, chào anh. Chào con. Konnichiwa. Cháu chào chú. Và em. Dạ, và anh tên gì ạ? Hiroko. 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 Ôi, chị biết nói tiếng Việt hả? Biết một chút thôi ạ. À, xin chào. Dạ. À, đây là các con của anh. Vâng, thằng cu lớn. Cu lớn. Thằng cu giữa và thằng cu nhỏ. Dạ. Ở đây nó có một cái gì đó rất là lạ. Nó không phải nhà bình thường đâu nha. Ngôi nhà của anh Lại có rất nhiều điều đặc biệt để chúng ta khám phá. Hey, mọi người nhìn thấy không? À, tôi nói không bình thường. Rõ ràng là nó có ý của tôi không bình thường tí nào. À, mọi người nhìn thấy đi. Rất là riêng Quốc Thượng thấy thì cũng nhìn thấy nè. Cái khung cảnh này rất là phải nói là thanh bình. À, thanh bình nè, hữu tình nè, à, suối chảy nè, nghe chim hót nè, à, trời ơi, tưởng tượng đi, trời ngồi ở đây nè, à, đây, có một cốc trà hay một cốc cà phê nha, ngồi, tôi bảo đảm bây giờ cái người đó mà cho dù là cái đầu óc không suy nghĩ gì, ngồi ở đây cũng phải suy nghĩ thôi, phải sáng tạo thôi. À. Anh ơi, trên này anh có nuôi con gì không? Đi đối này ạ. Anh có nuôi con gì không? Dạ có con rắn, con ấy nó ra nó trời ơi má ơi. Không. Sợ rắn. Chuột, cái rắn nó chuột nó ra nó ngoắn nó chân. Mời quý vị theo Quốc Thuận lên trên này để xem coi trên này nó có cái gì. À. Hai. Mọi người nhìn xem nha, đứng ở trên cao này nhìn xuống rất là đẹp. Con nhiều cảnh đẹp lắm chị. Vâng. Có cái phong cảnh tự nhiên, dạ. Suối tự nhiên, có gấu, dạ. Nai, dạ, sóc, chồn, cáo. Wow. Vâng. Có thể không vậy? Có thằng đó, có một thằng ở trên đấy nữa. Ai? Ở đây thì mùa mưa chắc có lẽ là hơi cực đúng không anh Lại? Vâng, mưa thì mình làm trong nhà. Chưa. Ghế. Ghế luôn. Vâng, con ghế. Ây da. Mới nhìn tưởng là con heo không ạ? Cái này có thể nằm được. Dạ. Nằm được. À. Hai. Hôm nào chắc tôi nghĩ tôi phải mua cái ghế này mang về Việt Nam. Xong đó. Cái trường thì là bởi vì á, mình nằm mình mát cái lưng lắm. Ở Việt Nam thì rất là nóng, không có mát mà lạnh như Nhật Bản. Cho nên á là cái này nó tôi thấy nó không phù hợp với Nhật Bản mà nó phù hợp với Việt Nam hơn. Mà những cái món đồ mà mình treo ở trên tường đó thì nó có một sự khác biệt, nó sự khác biệt hết và nó mang tính là hội họa và điêu khắc nhiều hơn đúng không? Vâng, nghề của mình là nghề nghệ thuật. Dạ. Vâng, nên là toàn bộ cái nhà này là mình làm, dạ. Toàn bộ tác phẩm là mình thực hiện. Dạ. Anh đừng nói luôn là anh dựng luôn nguyên nhà này luôn nha. Vâng. Dừng, phải không? Vâng, dừng lại hết ạ. Tí cái nhà là cái ảnh. Chị Hiroko có đúng không? Bây giờ em muốn xác nhận là từ chị. Có phải là anh ấy là người như là sửa nguyên cái nhà này không chị? Vâng, sửa lại hết 100%. Wow. Dữ hả? Nhưng mà ở đây thì là sát núi như vậy thì em hỏi là tuyết thì sao? Tuyết nó có phủ không? Dạ, phủ hết rồi chứ. Đến mùa đông thì mùa đông khoảng 1m, 1m rưỡi tuyết. Nhà này là phủ tới đâu? Nó nửa ngôi nhà. Trời ơi. Vâng. Rồi sao vô? Tại vì trước giờ em chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh mà tuyết phủ hết á. Thì phải đào tuyết, hàng ngày đào tuyết, hốt tuyết. Ủa? Rồi, rồi khẩu tuyết lắm. Này, cái tác phẩm này nè, nó gọi là cái gì anh? Mấy cái cây mà nó rất là nhiều màu và nó chỉa ra đó. Thì khi mình bắt đầu sống ở Nhật Bản, hoặc sống ở gần đây á, sống ở trong cánh rừng này á, thì thấy cái phong cảnh của cánh rừng rất là hay. Ừ. Một cái cây nó mọc ở dưới đất lên á. Ừ. Thì thường ở Việt Nam mình thì nó mọc rất là thẳng. Ừ. À, nó lên cái cây và nó mọc thẳng lên. Ừ. Còn ở Nhật này á, mọi người Nhật nhiều người cũng không biết là nó mọc thẳng nhưng mà khi đến mùa đông á nó còng. Nó nằm xuống. Ừ. Mà nó không chết. Không chết. Ừ. Tuyết nặng quá nó nằm xuống. Ừ. Và nó lại cố gắng nó mọc lên. Ừ. Hàng năm như thế. Vâng. Hàng năm như thế nó cong. Thì cái hình ảnh cái hình cong đấy nó phản ánh ở bên trong cái sức sống của cái đường này. Nó còn là cái sự thích nghi. Vâng. Còn là sự thích nghi với tự nhiên. Với môi trường, với thiên nhiên. Cái này là cái tác phẩm
năm ngoái mình làm ở Việt Nam. À, vâng. Anh làm ở đâu ạ? Ở Flamingo Đại Lải. Và tới bây giờ thì khi mà mình tới đây là mình cũng nhìn thấy được cái này. Vâng. Anh đến với nước Nhật và anh đến đây và anh thực hiện những cái ý tưởng, những cái sản phẩm như thế này á, là cái khó khăn nhất là cái gì? Mình không bao giờ mình nghĩ mình khó khăn. Chưa bao giờ mình nghĩ mình khó khăn mà nghĩ là muốn muốn làm cái điều gì đấy thì nói với vợ và hai vợ chồng bàn nhau làm giải quyết cái khó khăn như thế nào chẳng hạn. Thì đó là khó khăn rồi. Không khó, nhưng mà mình lại không nghĩ là khó khăn. Không, nhưng với Thuận thì Thuận nghĩ rằng đó là cái khó khăn. Điêu khắc của anh á, nó bắt đầu từ khi nào? Mình tốt nghiệp điêu khắc trường mỹ thuật Huế ra nên là từ năm 2000. 2000 anh sang đây. Là thành không sang sang đây từ năm 2002. À, anh tốt nghiệp là năm 2000. Tốt nghiệp 2000. Và 2002 là qua đây. Vâng. Chắc chắn một điều qua đây là do cô Hiroko. Vâng, cô này cô dẫn về đây. Cuộc trò chuyện có phần gián đoạn khi gia đình anh Lại và chị Hiroko chào đón sự ghé thăm của những người bạn và hàng xóm thân thiết. Trong khi chị Hiroko chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì ở bên ngoài, anh Lại bắt đầu đốt lửa lò nung tự chế. Không biết anh sẽ làm gì đây? Wow, đó chính là bánh pizza tự chế. Có vẻ rất là ngon. Ôi, giặt cái tay ôi. Come on. Buổi tiệc vui vẻ còn có sự góp mặt của mẹ vợ anh Lại. Anh Lại, chàng rể của bác là như thế nào? Như bác có một lời khuyên để dành cho anh Lại và chị Hiroko thì bác sẽ nói điều gì? お互いに感謝して幸せに生きていってほしいと思います。ありがとう。 Chúc bác thật nhiều sức khỏe. Anh gặp chị Hiroko là chắc là ở Huế đúng không? Vâng, hồi học ở Huế. Hồi đó là Huế là một cái thành phố mà được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ừ. Và em có quan tâm thấy thông tin của di sản văn hóa thế giới của UNESCO ở trên TV và có quan tâm đến. Ừ. Em qua Việt Nam muốn học về lịch sử của Việt Nam và kiến trúc của Việt Nam. Ừ. Hồi đó em không nói được một lời tiếng Việt nào cả. Hồi đó là mình đang học và đang sinh viên mỹ thuật. Năm mấy? Năm 3. Đang học điêu khắc rồi. Cùng năm đấy là mình lúc đấy là chuẩn bị mình lần đầu tiên chuẩn bị đi Nhật triển lãm ghế, làm triển lãm thiết kế. Còn mình là sinh viên thì mình có thể nói tiếng Anh, lúc đấy thì con phải học tiếng Anh để đi nước ngoài. Đúng rồi. Thì có cô người Nhật đến. Bây giờ cô dạy tiếng Nhật mình không? Vâng, có. Tôi sẽ dạy anh tiếng Nhật với điều kiện anh dạy tôi tiếng Việt. như người đến xem, đến gặp, chào. Nên là em thì không nhớ là ai cả. Nhưng mà đã gặp nhiều sinh viên lắm. Và nhiều người rất là tốt. Nhiều sinh viên chăm sóc cho em rất là tốt. Và chắc chắn là trong đó là sinh viên nam nhiều. Khoa điêu khắc là toàn bộ là sinh viên nam hết. Và trong đó tôi chắc chắn một điều là các sinh viên đó nhiều người đẹp hơn ông Lại. Nhiều người đẹp trai nhỉ? Đẹp trai đúng không? Có chắc chắn đúng không? Vậy thì anh Lại anh làm gì để mà anh kiếm được cái tim của cái cô Hiroko này? Không biết. Ban đầu thì anh lại nói dối luôn nhá. nói xạo anh lại sống ủa mà ông nói xạo gì, nói như là anh sống ở nhà này chỉ một khách sạn to lớn. Trời, không dụ ta nói gì. Chị nhìn ảnh chị thấy con người như thế nào? Không phải kỹ đâu, con bình thường sinh viên. Bình thường đó đúng không? Xưa quá. Còn anh bây giờ hỏi ngược anh nè, anh nhìn thấy Hiroko thì ấn tượng đầu tiên của anh về cái cô này như thế nào? Dễ thương như ông. Dễ thương. Cô có tự nhiên 19 có... tuổi mà. 19 tuổi. Có cô... Ngay trong đầu anh là cứ nghĩ ra cái chuyện là mình cua cái cô này không? Không. Ai là thế? Không nghĩ luôn. Không. Rồi đến bao lâu thì mới bắt đầu phát sinh tình cảm? Mấy tháng anh nhỉ? Là lúc đó là mấy tháng anh Lại thì chỉ cho chị Hiroko tiếng Việt Nam.
Rồi chị thì chỉ là tiếng Nhật. Vâng. Đúng không? Dạ. Và hai người thường là dạy học cho nhau ở đâu? Quán cà phê. Quán cà phê. Mình phải rủ đi quán cà phê chứ. Ừ. Rồi ai là người trả tiền? Mình trả. Ừ. Chắc chắn là trả. Ở Việt Nam mà. Nhưng mà ai là người chủ động tỏ tình? Đừng nói chị Hiroko tỏ tình anh nha. Không có lời nào rõ ràng cả đâu. Ừ. Tự nhiên. Chắc là thấy đi uống cà phê, đi uống cà phê một mình em buồn nhớ thôi. Phải tỏ tình thì mới yêu nhau chứ, đúng không? Con người ta đâu phải là cái củi mà tự nhiên vớt nào vớt. À. Chắc có anh lầy nhỉ? Ừ, chắc anh. Ừ. Cái buổi tỏ tình là ở đâu? Quán cà phê nhờ, chắc chắn là quán cà phê. Sao cà phê hoài vậy? Ngày nào cũng đi quán cà phê mà. Và tự nhiên từ biết là hai người đã thích nhau rồi. Anh lại với chị á, là hai người quen nhau bao lâu thì mới đám cưới? À, 4 năm nha. Ừ, 5 năm. 5 năm cả. Ừ. Về phía gia đình anh thì sao? Lúc mà gặp chị Hiroko? Không thì là lúc đầu dẫn về giống như là bạn bè vậy thôi. Bạn bè. Mà lúc đó là yêu nhau chưa hay là chỉ là yêu nhau rồi nhỉ? Rồi, yêu nhau rồi. Mà về chẳng chưa nói rằng là về yêu. Không nói. Tại sao không nói? Không, làm gì phải nói. Đấy thì dẫn cô gái về là người yêu chứ ai nữa. Một lần gia đình em thì hơi khác với các gia đình khác ở Nhật Bản. Và bố mẹ cũng muốn con đi nước ngoài nhiều để biết nhiều người, và ông bà không có cái gì ngại lấy ông chồng người nước ngoài đâu. Nhưng mà thường ở Nhật Bản mà thậm chí em định đi học ở Việt Nam thì là các thầy cô ai cũng không đồng ý. Và bạn bè cũng không đồng ý luôn. Sao lại đi Việt Nam, sao lại không đi Mỹ, không đi châu Âu mà đi Việt Nam, ai cũng hỏi như vậy. Nhưng mà chỉ có bố mẹ em khuyên khích đi nước nào mà khác với môi trường của mình á. Ông bà thì nghĩ như vậy. Nên là khi nào mà dẫn anh lại về thì bố mẹ của em thì chỉ có thấy có người anh lại thôi chứ không nghĩ là người nước nào và lương bao nhiêu hay là giá mặt như thế nào thì không thấy đâu. Không người anh lại như thế nào sống không quan trọng. Không. Vậy là đám cưới chỉ tổ chức ở Việt Nam thôi. Vâng. Vậy thì chị có nói là chị muốn sinh sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Vâng. Đó. Vậy thì tại sao hai người lại quay trở về Nhật Bản? Sau đám cưới 10 ngày là bố của em mất. Ở Nhật làm lễ tang của bố xong rồi thì có con ở trong vườn rồi, và nên là mẹ của em khuyên em là để con ở Nhật cho an toàn. Khi mà sinh con rồi thì mới nghĩ là phải nuôi con thế nào. Cứ tự nhiên như thế đấy, ông thấy không? Cứ tự nhiên như thế. Khi mà sinh, khi mà bố mẹ sinh con rồi thì nghĩ phải chăm sóc con thế nào cho nó tốt chẳng hạn. Thì cái môi trường ở Nhật ấy, thì mình thấy rất là tốt. Đã hồi đó là mẹ của em cũng một mình và em gái của em là còn sinh viên nữa. Khi anh quyết định cái chuyện là anh không quay trở lại Việt Nam làm việc nữa thì chắc chắn một điều đó là một cái chuỗi thời gian mà khó khăn nhất của anh, đúng không? Thì chính xác là khi mà mới qua đây thì nghề nghiệp mình thì mình có. Đúng vậy. Nhưng mà trong môi trường không có ai quen biết làm nghệ thuật. Nhưng mà được cái là mẹ vợ rất là ủng hộ cái cách làm việc. Vợ thì cũng rất là ủng hộ. Cô rất là khuyến khích mình làm tác phẩm. Tiếp tục điêu khắc. Tiếp tục cái công việc của mình. Rất là hay. Có sự lựa chọn là anh lại có thể là đi làm việc khác ở Nhật Bản. Nhưng mà mẹ của em không cho như thế. Mẹ của em nói là anh lại có tài nghệ sĩ. Nếu mà có tài như thế thì là mặc dù ở Nhật Bản bán đồ tất nhiên là khó khăn rồi, nhưng mà sẽ phát triển thôi. Nhân cơ hội này thì những cái điều gì mà chị bất ngờ đó, chị bất ngờ về con hồ của anh à. Làm cái gì cũng được cái gì. Làm gì cũng bất ngờ hết. Ví dụ là làm nhà thì
trong một ngày mà từ cái bếp chuyển sang bên này chẳng hạn, tự nhiên tắt máy nước. Ngày mai sửa máy nước nên là hôm nay không dừng được chả. Anh lại tự nhiên quyết định như thế và là sửa nhà luôn. Nên là cái đó... Tức là không có bàn trước đó chị. không có được bàn trước. Cái điều đó là tính xấu đó. Đó, cái đó là tật xấu. Nó coi nữa. Có nghĩa là không bàn trước với vợ. Vâng. Làm cái gì cũng tự ý mà không, làm. Không phải, không em phải. Em đi làm về mở cửa thì tự nhiên không có nền nhà. Cũng may là ổng chưa đào hầm á, đúng không? Cũng may là ổng chưa đào hầm á, chứ ổng mà đào hầm rồi là mở cửa là dám rớt cái bong dưới luôn á, đúng chưa? Tại vì mình quen, mình suy nghĩ là cái gì mà nó ngạc làm, nhiên làm liền, ngạc nhiên bất ngờ, bất ngờ. Nghệ thuật là phải bất ngờ, nghệ thuật là phải ngạc nhiên. Nhưng mà cái đó đâu phải là nghệ thuật. Không, cái đó là chưa phải là nghệ thuật. Cả công việc là nghệ thuật. Thế chị mong muốn anh lại thay đổi điều gì? Đừng có nhặt rác về. Em muốn mời hai anh chị ngày mai sẽ có một cái ngày mà dành cho nhau. Tôi có thể gọi là cái ngày hâm nóng là tình yêu cũng được. Ok. Không, mới nắm tay chút xíu chắc lại là ngượng ngùng hay sao. Mới nắm tay chút xíu đã buông ra rồi. Hai vợ chồng thì không có lãng mạn gì hết. Anh lại với chị Hiroko thấy như sao? Nè, đẹp lắm. Không, đang hỏi cái tình cảm của hai người nãy giờ kìa. Lâu lâu lắm mới được. Lâu lắm. Lâu lắm rồi đúng không? Phải mình khích nắm tay, đúng không? Đâu, làm gì kêu hung không vậy hung? Không, ai đâu còn ai còn hung mấy cô gái nữa làm gì? Trời ơi, gì kỳ vậy? Anh sáng tác mấy có cái có đi. chắc chắn rồi, tại vì khi mà nhìn hoa thì người ta nhìn trước nhưng mình cũng nhìn sau. Nhìn cái ở cái chỗ mà người ta ít nhìn nhất chẳng hạn. Trời ơi, ông đi chơi mà ông cũng phía sau của hoa chẳng hạn. Đã nói rồi kệ nó đi, bữa nay nhìn cái gì cũng không có thấy đẹp trơn á, chỉ có một cái điểm mà chúng ta nhìn là thấy đẹp thôi, đó là chị Hiroko. À, chị Hiroko, chị thấy cái khung cảnh ở đây như thế nào? Thoải mái quá. Lâu lắm mới được đi chơi vợ. Dẫn vợ đi chơi và đến đây thì là dẫn muốn dẫn với thằng nhóc, với thằng nhỏ nhà mình. Thời gian dành cho hai người thôi, chỉ hai người thôi, thì anh định là bao lâu một lần? Chắc khoảng một năm một lần. Lâu quá. Anh có nghĩ rằng là anh sẽ dành thời gian nhiều hơn để mà cho bà xã không? Chắc một tháng một lần sẽ dành thời gian cho dẫn vợ đi chơi. Theo chị thì một tháng một lần như vậy là đủ không? Dần dần sẽ tăng lần. Và tôi em nghĩ rằng là với ông lại này chắc chắn ông sẽ dẫn vợ và chắc chắn ông sẽ dẫn con theo. Cũng vui. Vui đúng không? Cả nhà vui. Nơi đến tiếp theo của chúng tôi là một cửa hàng nổi tiếng tên Kocho Chokubai ở Kamae. Ở đây có một món ăn rất thu hút khách du lịch với tên gọi Kamaboko. Ở đây là cái quán Kamaboko là ở Việt Nam gọi là món chả cá. Món chả cá là ở Việt Nam là Quốc Thượng rất là khoái ăn. Đặc biệt là chả cá Nha Trang nè, chả cá Phan Thiết nè. Rồi ở ngoài Hà Nội thì có chả cá Lã Vọng. Bây giờ qua tới đây là Quốc Thượng sẽ thưởng thức món bánh chả cá. Cái món ta thử, anh muốn thử cái nào thì anh muốn thử cái nào thì thử. Nhìn xem đây nè, coi đây, đây là cái hàng thử nha, thử đi. Ôi gì, ôi gì, quá ngon. Thôi mà để mình mua nhiều cái mình ăn đó, mình muốn một cái. Hai à, tôi pan đô được một cái đó sai. Hai tới tiết mục này là mình khoái cái này hơi cay nhá. Ê, mình sang cây trước. Dạ, không ai mà cái cây này nó chỉ the the thôi. Có người không? Cái vị cay này á, trẻ con có thể ăn được. Ăn được. Mình cảm nhận được. Nó có cái mùi cá và rất là đặc biệt. Cái thứ hai nữa là nó có vị ngọt. Vị ngọt ở đây có thể là vị ngọt của cá. Kèm theo một vài gia vị đặc trưng của ẩm thực Nhật Bản và nhất là vùng ở Hokkaido này. Thế. Ừ. 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 Ừ
anh cũng chưa bao giờ đút được gì ăn mà. Bao giờ? Tại sao? Bữa nay tại sao là được mà? Tại sao tự ăn được? Đút đây không phải là cái chuyện là mình bị cái gì mà mình mới cần người ta đút, nhưng mà đút ở đây là cho cái tình yêu nó thêm nó thêm gia vị hơn. Chắc già rồi thì ngày nào cũng phải lặng. Đúng rồi.